Mình lúc đó mình đâu có hiểu gì đâu, mình nói là con không có tiền, con chui vô đây chứ nhiệm gì cái tiền gì đâu chú ơi. À bác ơi, ổng cũng không có phải đâu. À mày từ không có tiền, mày nghĩ được cái cách mày làm ra tiền, rồi mày mất tiền, rồi mày còn hỏi được cái câu là cái chỗ nào có tiền để mày chui vô. Thực sự cái đầu mày nó rất là hay. À ổng phân tích ra cái chỗ đó thì lúc đó mình mơ thấy. À sau này à, không phải ông nói, sau này mình mới để ý thì sau này trong một số những cuộc à, trao đổi á thì cũng có những người họ nói mình là cái đầu mày bén về tiền ghê gì à, thì cũng trong mấy người chơi chứng khoán á, nhưng mà thực sự mình nhận ra mình là cái đó chết liền luôn á, nhưng mà sau này á, thì nhờ họ nói mình mới nhận ra, ok chưa à, nên là cái người cố vấn họ đi trước họ hay lắm á các bạn. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ổng mới nói là ổng kêu á, sắp tới á là mày cũng làm ra tiền lẻ lắm á. Cái cách của mày á là mày sẽ làm ra tiền thôi, hết tiền đối với mày rồi mày sẽ làm ra tiền được thôi, không có khó khăn với mày đâu. Lúc đó thì mình chưa có tiền lại nên là mình cũng không à, nghĩ ra được cái câu của ổng nói. Nhưng mà ổng lại thông câu như này. Nhưng mà mày có tiền lại không khéo mày làm mất tiền nữa đó gì. À ô cái câu này thì cái câu ổng lòng cái câu phía sau thì mình lại nổi da gà. Mà nói chính xác, chính xác chú. À con cứ trăn trở chỗ này hoài á. À 2 đến 5 năm đó là chúng ta học tập, chúng ta rèn luyện. Mà cũng đúng thôi, đó là một cái nghề mà một cái nghề thì nó sẽ giúp cho chúng ta, chúng ta càng à, học, chúng ta càng am hiểu thì chúng ta vững vàng về cái nghề. Mà khi chúng ta vững vàng về cái nghề thì tự nhiên chúng ta phản xạ trong cuộc sống, phản xạ trong cái nghề đó nó tốt hơn. Một người cầu thủ mà à, siêng năng tập luyện, ok thì chắc chắn cái người cầu thủ đó họ sẽ gì ạ? Họ sẽ phản xạ với trái bóng tốt hơn. À, một người làm kinh doanh mà chúng ta lại mới ra nữa mà chúng ta siêng năng tập luyện, siêng năng mài dũa cái bộ não của chúng ta thì chắc chắn rằng nó sẽ phản xạ tốt hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đi vào vấn đề, chúng ta học hỏi từ người sai lầm đúng không? À, chủ đề hôm nay nó là vậy. Đây cũng là một cái cách mà chúng ta rút ngắn cái con đường của chúng ta, cái con đường đi. Người ta gọi là có cái con đường nào đi tắt đến thành công hay không, thì cái cách mà chúng ta học hỏi từ người khác đó chính là cái cách mà chúng ta rút ngắn cái con đường thành công. À, ông bà ta thì có câu gì, mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại một lần bớt ngu đúng không? À, bởi vậy nên là cứ sau mỗi lần vấp ngã thì chúng ta lại có được những kinh nghiệm quý giá hơn. Hay mình hay nói vui á là gì, kinh nghiệm là lâu lâu nghiệm lại thấy mình ngu kinh, ok chưa à, ngu chịu không nổi luôn đúng không? À, kinh nghiệm nghĩa là nghiệm lại từ những bài học mình đã ngu, ok chưa này. À, và nếu như chúng ta biết lắng nghe, chúng ta biết quan sát, chúng ta biết học hỏi từ những kinh nghiệm từ những người khác thì có thể chúng ta ít vấp ngã hơn, và cái con đường của chúng ta nó như thế nào, nó rút ngắn hơn. À, nó rút ngắn hơn, chắc chắn là nó như vậy, ok chưa này, chắc chắn là nó như vậy. À, kinh nghiệm nó đến từ vấp ngã, nó là cái gì trong cuộc sống thì chắc chắn không ai mà không tránh khỏi những sai lầm. Chắc chắn chúng ta có sai lầm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta biết nghe lời người đi trước thì tự nhiên chúng ta sẽ đỡ trả giá hơn. Ví dụ đúng không? Ví dụ như là cái năm bạn học lớp 12 mà bạn ham chơi đó, ví dụ vậy, bạn rất là ham chơi. Ba mẹ nói là bạn lo học đi, lo luyện thi đại học đi, ok bạn không chịu. Rồi xong hết năm 12, bạn bè mình nó vào đại học, ví dụ vậy, nó đậu, nó vào đại học, mình rớt. Các bạn thấy trả giá ghê không? Trả giá là từ những gì? Sai lầm
Do mình gì? Do mình gây ra. Trong khi bạn bè cùng tuổi với mình thì nó như thế nào? Nó lại đi vào đại học rồi, nó đi lên một cái tầng nấc khác rồi. Mình còn loay hoay. Vậy thì năm nay mình phải luyện thi đại học. Và các bạn thấy, bạn bè cùng trang lứa hồi đó thôi, bây giờ nó phân ra thành gì? Nó tách ra thành hai đẳng cấp. Một đứa học đại học, một đứa gì? Một đứa vẫn còn đang luyện thi. Từ một cái sai lầm nhỏ đó, nhưng mà có thể cái sai lầm đó mà bạn chịu khắc phục thì một năm sau bạn đầu đại học lại. Thì cái sai lầm đó bạn có thể trả giá lại được, là trả giá bằng một năm. Nhưng trong khởi nghiệp, các bạn thấy không, có những người sai lầm mà như thế nào? Bạn không phải trả giá một năm, mà bạn phải trả giá 5 năm, 10 năm. Bạn dành cái suốt quãng đời còn lại, bạn dành cái suốt quãng đời của tuổi trẻ đẹp nhất để bạn đi trả nợ và bạn sống trong cực khổ. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không chịu sống và không chịu quan tâm. Ok chưa này? Không chịu học hỏi, không chịu rút kinh nghiệm, không chịu áp dụng những cái bài học của người đi trước. Và chừng cuối cùng cái trả giá là ai lãnh? Chính bạn lãnh. Ai lãnh? Người thân của bạn lãnh, những người chung quanh của chúng ta lãnh. Ok, họ lãnh, họ phải trả giá cái việc đó. Ý ở đây nó là nó như vậy, nó là cái học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước nó rất là quan trọng. Vậy chúng ta học hỏi như thế nào? Thứ nhất, học hỏi từ người thành công. Một là ghi vô. Ok chưa nè? Học hỏi từ người thành công. Như thế nào là học hỏi từ người thành công? Điểm trừ của khá đa số, điểm trừ của đa số nhiều người, đặc biệt là những người mà 30, 40 tuổi họ vẫn chưa thành công, là điểm trừ của họ là gì? Đó là sự ganh tị, đó là sự ích kỷ, đó là sự đố kỵ. Họ như thế nào? Họ thường gì? Thường hiếm khi nhìn nhận một cách khách quan thành công của người khác. Họ thường nó như vậy. Tại vì cái tính đố kỵ của họ nó nhiều quá. Ok. Mà thay vào đó là họ ganh tị, họ bơi móc, họ phán xét, và họ ngồi, họ canh, họ quan sát cái người thành công hơn họ đó. Mà có một cái gì mà sai sót một cái là bắt đầu họ ngồi, họ bơi móc ra. Và như vậy thì họ cứ được học, họ bơi móc ra thì tức là khi mà họ làm như vậy thì họ bị hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái người kia làm gì để thành công họ không học được. Cái thứ hai, người kia vì sao họ có những cái sai lầm đó, thất bại đó, họ cũng không có học được luôn. Tức là họ bỏ qua hai bài học rất là quý giá, là bài học thành công và bài học sai lầm của người khác, họ bỏ qua luôn. Và như thế nào chính vì họ không học được hai bài học đó, nên là chừng cuối cùng chính họ lại là người mắc đúng y những cái gì? Những cái sai lầm đó và những cái bài học đó. Nên là cái sự chia bao phủ của nhiều người là cái tính ganh tị của họ nó lớn quá, cái sự ích kỷ nó lớn quá, họ giỏi bươn móc quá. Mà mình lại nói với các bạn ở đây luôn, một ngày nào đó bạn thành công thì bạn sẽ đối diện với cái việc này. Đa phần bạn bè của bạn ok, chỉ có một số ít thôi, họ ủng hộ, họ ngưỡng mộ bạn, họ sẵn sàng học từ bạn. Nhưng mà phần lớn là họ ganh tị nha, bạn bè của bạn đó. Đó cho bạn biết, nó ngồi ở đằng trước vậy đó, gặp bạn vậy đó, nó đằng sau nó ganh tị, mình cũng bị rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ như vậy này, mình bị nhiều, mình bị mọi người ganh tị nhiều. Tuy nhiên khi mà bạn đã luyện được tư duy thành công thật sự thì thực sự bạn phải luyện được nha. Thì thực sự bạn chả quan tâm, bạn chả quan tâm đứa nào nó ganh tị bạn, mà thực sự bạn cũng không quan tâm đứa nào nó ngưỡng mộ mộ bạn, bạn không quan tâm đâu. Tại vì khi mà bạn đã luyện được cái đầu mình rồi
thì bản chất á, là bạn đang tập trung vào mục tiêu của bạn. Bạn ngày đêm bạn thực hiện cái tầm nhìn, bạn thực hiện cái khát vọng của bạn, chứ bạn cũng chả quan tâm là mình làm cái này để người ta ngưỡng mộ, mình làm cái này để người ta khen mình, bạn không quan tâm đâu. Còn bạn nào mà còn quan tâm những việc đó là vẫn là bạn làm vì chứng tỏ à, mà làm vì chứng tỏ thì mệt á, còn mệt nhiều. Ok, bạn nào hồi nãy giờ cứ cảm có thấm không? Nên là chúng ta hãy nhớ ra những bài học này. Rồi, thứ nhất là chúng ta học từ người thành công. Thứ hai là chúng ta học từ những cái sai lầm và thất bại. Ok chưa nè? Có những sai lầm và có những thất bại của người đi trước à, nó là bài học rất là quý cho những người đi sau. Ok chưa? Nếu mà mình đặt vào vị trí của họ thì cái tình huống đó chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào, và nó giúp cho chúng ta rất là hữu ích trong tương lai. Đặc biệt là cái hành trình khởi nghiệp, bạn bắt buộc bạn phải học được bài học thành công của người khác, rồi bạn học bài học từ những sai lầm của người khác. Bởi vì cái con đường thành công nó dứt dắt quá, nó không phải là một cái con đường thẳng tưng vầy, mà nó con đường nó nhiều quanh nhiều cua quá, nó quá dứt dắt đi à, nên là bạn cần phải tập trung học nhiều để bạn có sự quan sát tốt. Cái thứ ba là bạn phải học từ gì? Học từ một cái mô hình mẫu à, một cái hình mẫu. Một người tiền đạo cũng vậy, họ muốn trở thành tiền đạo giỏi á, là trước đó họ cũng phải có một cái gì, một cái hình mẫu, người ta gọi là modeling à, họ chọn một cái cầu thủ mẫu đó. Ví dụ là họ có thể là chọn cái mẫu là cầu thủ Ronaldo, hoặc là cái mẫu là cầu thủ Messi. Ok không ạ? À, hoặc là bạn nào mà hậu vệ thì các bạn học một cái mẫu của một người hậu vệ nào đó. Ok chưa nè? À, Brazil có một cái hậu vệ rất là giỏi, đầu trọc trọc các bạn có nhớ không? À, ví dụ vậy thì ý ở đây là vậy á, bạn phải chọn một cái mô hình mẫu để bạn bám và bạn follow theo. À, và chính cái mô hình mẫu đó, ok chưa nè? À, nó giúp cho bạn mỗi ngày, đã là mô hình mẫu mà, trong lĩnh vực gì cũng vậy các bạn ơi. Bất kỳ lĩnh vực gì, bạn muốn trở thành thầy giáo thì trước đó bạn phải có một cái mô hình mẫu trước. Bạn muốn trở thành một người kinh doanh, trước đó bạn cũng phải có hình mẫu trước. Bạn muốn trở thành một cái ca sĩ thì trước đó bạn phải đam mê ca sĩ, bạn phải có một cái hình mẫu trước. À, cái đó là một cái công thức à, đó là một cái công thức chung à. Cái thứ tư là bạn phải gì? Bạn cần phải tìm cho mình một người dẫn đường, một người gọi là một người dẫn dắt á. À, đủ gì? Đủ cái sự uyên bác, đủ cái sự trải nghiệm để họ như thế nào. Ok cho nè. Họ đề xuất cho bạn nè, họ thách thức cho bạn nè, họ cố vấn bạn nè, họ hỏi những câu hỏi của bạn rất là thông minh nè. Nó làm cho bạn gì? Vỡ ra. Nó làm cho bạn vỡ ra. Ví dụ sáng nay mình hỏi một câu đó ở trên Facebook đó, các bạn thấy chưa? Bạn nào có vào Facebook trả lời câu đó chưa? Mình hỏi một câu á, là doanh nghiệp bạn là nơi để bạn làm việc hay nơi để bạn phát triển nó? À, và có một số bạn vô á, ô bạn nói là ô cái câu hỏi này làm cho bạn giật mình. À, câu hỏi này làm cho bạn giật mình. À, có một bạn comment rất là hay đó. Bạn mới nói là đúng là bạn rất cần những câu hỏi này. Bởi vì trong cuộc sống á, đôi khi bạn không có nghĩ ra được những cái câu hỏi này để mà tự hỏi mình. Đôi khi mình nghĩ ra để mình hỏi mình thì nó tuyệt vời, nhưng mà không nghĩ ra để hỏi. À, và tự nhiên có ai đó hỏi, nó làm cho mình bừng sáng ra. À, và một bạn khác vô thì nói rằng hồi giờ cứ nghĩ tới cái công ty thì mình vẫn cứ làm thôi, nhưng mà ai ngờ là hai việc đó nó khác nhau. Wow, tuyệt vời không ạ? Thì cái người mà dẫn dắt, cái người dẫn đường á, mà họ đi trước á, là họ sẽ giúp cho chúng ta có được một cái góc nhìn. À, họ chỉ cho chúng ta có một cái góc nhìn. À, nó như thế nào? Nó sáng suốt hơn. Nó giúp cho chúng ta có những cái lựa chọn á, ok mà, mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn, tin tưởng hơn.
Hình dung ra điều này chưa? Hồi nãy giờ bạn chốt ra được cái từ khóa gì thú vị? Ok. Nó là bài học rút ra từ những sai lầm của người khác á. Ok chưa nè? Rồi bây giờ chúng ta lại đi inside sâu hơn một chút xíu nữa. Chúng ta học được nhiều từ sai lầm. Thứ nhất là chúng ta học từ sai lầm của người khác. Thì tiếp theo nữa là chúng ta học từ sai lầm của chính bản thân mình. Ok chưa? Bản thân mình là đầy dẫy những sai lầm, đúng không? Cuộc đời chúng ta là đầy dẫy những sai lầm. Ok chưa nè? Ngoài những sai lầm của người khác thì chúng ta phải rút ra từ những cái kinh nghiệm, từ những lỗi lầm của bản thân mình. Và cả hai cái đó kết lại, nó sẽ giúp cho chúng ta đi cái con đường tắt nhanh hơn. Cái mà học từ sai lầm của người khác thì chịu quan sát, là chịu quan sát, chịu lắng nghe người cố vấn thì chúng ta sẽ học được tốt. Tuy nhiên, học từ sai lầm của chính bản thân mình là con người đó là cái con người level rất là cao. Nghĩa là bạn luôn luôn đánh giá và bạn luôn luôn nhìn lại bản thân mình in sâu vào phía bên trong mình. Cái con người này nó đòi hỏi bạn như thế nào? Bạn có sự suy xét mình, bạn có sự gì? Nỗ lực mỗi ngày. Bạn sẵn sàng gì? Thay đổi đi cái cách làm cũ. Để tập trung vào gì? Tập trung vào chính bạn, bản thân mình. Thường thường cái người tu hành á, cái người tu hành á là cái người mà họ ngồi họ tu suốt ngày, họ quan sát trong con người của họ và họ như thế nào? Họ tu bản thân, tu là sửa các bạn, tu là sửa đó. Chữ tu hành chính là sửa mình đó các bạn. Ok chưa nè? Họ điều chỉnh và tự nhiên họ rút ra được những cái kinh nghiệm để đó họ đi tốt hơn. Ok chưa nè? Rồi. Và cái người nào mà càng nhìn vào bên trong của mình tốt á, học sai lầm từ mình tốt á, thì những người đó họ cũng sẽ có cái cách quan sát kinh nghiệm của người đi trước vấp ngã như thế nào để mình đi sâu, mình không bị vấp ngã. Ok chưa nè? Còn nếu mà như thế nào, nếu chúng ta không nhìn thấy cái lỗi của người khác á, rồi ok chưa nè, và chúng ta lại vấp phải á, chúng ta rơi vào đúng hoàn cảnh của họ thì chúng ta không thể xử lý được, và đâm ra chúng ta loay hoay cái chỗ đó và nó làm cho chúng ta mất thời gian. Ok chưa? Nó mất thời gian. Nó là người ta nói là sai lầm của mình và sai lầm của người khác là gì? Là một cái kinh nghiệm rất là quý báu. Và trong khởi nghiệp á, nó giúp cho chúng ta như thế nào? Nó giúp cho chúng ta đi nhanh hơn. Nó giúp cho chúng ta đi nhanh hơn chứ không có gì hết á. Ok chưa nè? Vậy thì theo một cái nghiên cứu ở bên Mỹ, thì người ta đánh giá nó như thế nào? Nó có những cái trường phái sau. Trường phái thứ nhất là trường phái gì? Chuyên chia sẻ những cái mô thức, những cái công thức thành công. Một cái trường phái thứ hai là gì? Chuyên phân tích sai lầm của người khác và áp dụng vô ta. Nếu ta làm thì chúng ta không làm được những cái đó. Và trường phái thứ ba là trường phái gì? Chuyên phân tích, nghiên cứu, học hỏi từ những sai lầm của chính mình. Ok, tức là nó có ba cái trường phái vậy. Thì bắt đầu người ta mới phát hiện ra gì? Người ta mới phát hiện ra là học hỏi từ những người thành công, tức là vô là học hỏi ngay cái mô thức thành công liền, công thức thành công, cái cách đi thành công không liền. Thì cái phương pháp đó nó rất là hiệu quả cho những người gì? Tư duy rất là tích cực, mọi thứ rất là ok rồi. Tức là mọi thứ rất là ngon rồi. Thì họ chỉ học
nâng cao về cái phương pháp thức thành công rồi thì họ sẽ đi rất là nhanh. Tức là những người đó đã trải qua qua vấp trường đời rồi rất là nhiều rồi, họ học, họ rút được nhiều kinh nghiệm rồi, họ học ngay cái mô thức thành công mới đó là họ đi rất là nhanh. Tuy nhiên cái này á là các bạn thấy ở ta là hay bị vướng nhiều nè, là chúng ta vô là chúng ta bụp là chúng ta học cái công thức thành công từ những cái người mà như thế nào nền tảng rất là thấp. Cái trường phái thứ hai là trường phái gì? Quan sát những sai lầm của người khác và bắt đầu chúng ta mới ra, chúng ta mới luyện công để chúng ta gặp tình huống sai lầm đó là chúng ta tránh đi. Đó là trong cái phương pháp gì người ta huấn luyện gì? Huấn luyện những người chữa cháy á. Các bạn hình dung ra điều này nè, cho những người lính chữa cháy á. Và người ta đưa ra những cái tình huống mà sai lầm của những người chữa cháy trước để cho những người lính chữa cháy như vậy, họ tập giải những bài tập tình huống đó. Họ phải nhìn thấy cái sai sót của người khác để họ như thế nào, họ tập, họ luyện, tức là họ luyện bằng cách thực hành á. Thì người ta thấy rằng những người lính chữa cháy á, họ học theo cái phương pháp này á thì họ phản xạ rất là tốt. Ở bên Mỹ á, người ta có những cái nghiên cứu khoa học hết, người ta bám theo và như thế nào họ xử lý rất là tốt. Sau này mà gặp đúng cái tình huống đó là họ phản xạ cực tốt, tại vì cái ngành chữa cháy là một cái ngành nó như thế nào các bạn không, cái ngành mà nó như thế nào, nó dồn trong thời gian nó rất là ngắn mà phải xử lý hết. Một cái sai lầm á là phải trả giá, tại trong một khoảng thời gian rất là ngắn đòi hỏi cái sự xử lý, đòi hỏi cái sự gan dạ, đòi hỏi cái sự quyết liệt, tức là phải ra quyết định hành động trong vòng vài giây thôi, không được chậm, sai lầm là trả giá ngay. Qua các phương pháp á thì người ta thấy rằng cái phương pháp á mà cho cái anh chữa cháy đó, anh quan sát những sai lầm của người khác rồi anh tự điều chỉnh bản thân anh, rồi khi anh hành động á thì tự nhiên anh tiến bộ rất là nhanh. Rồi sau khi mà anh tiến bộ nhanh rồi đó, rồi bắt đầu anh mới quan sát những cái sai lầm của anh điều chỉnh nữa thì tự nhiên anh rất là giỏi. Các bạn có cảm nghiệm ra cái phương pháp vừa rồi mình nói mà. Và sau đó người ta mới phát hiện ra cái cách đào tạo này, và người ta cũng hình dung ra được, người ta cũng vẽ ra được một cái bức tranh là một người kinh doanh, một người khởi nghiệp á, họ cũng gần giống như là một người thợ cháy vậy, một người thợ chữa cháy vậy đó. Họ phải thành công, họ phải phản xạ tốt trước khi mọi nguồn lực họ cạn kiệt. Tại sao có cái câu này? Bởi vì nếu mà bạn xử lý không tốt, đồng ý là các bạn biết là chúng ta có thời gian để học hỏi. Tuy nhiên, nếu chúng ta không xử lý được đúng đắn và chúng ta không biết cách giải quyết thì sao ? Thì cái nguồn lực của chúng ta nó cạn kiệt, tiền chúng ta nó hết, sức khỏe của chúng ta đã hết. Bởi vì chúng ta cứ suốt ngày chúng ta chuyên đi xử lý những cái sai sót đó, mà chừng cuối cùng nó như thế nào nó làm cho ta không có phát triển được. Nên là khởi nghiệp là một cái hành trình, ok chưa nè, mà người ta tính toán ra, thứ nhất bạn phải học được 20% sai lầm từ những người khác. Nên là đó là vì sao mà vừa rồi các bạn thấy không, mình viết hàng loạt những cái bài học thất bại từ những người đi trước. Bạn nào có đọc trên Facebook của mình không, cái chuỗi bài của mình đó, bạn phải quan sát trường hợp thứ nhất người ta thất bại vì lý do gì, trường hợp thứ hai là lý do gì, trường hợp thứ ba là lý do gì. Các bạn thấy vừa rồi mình viết rất là nhiều góc độ thất bại khác nhau để gì, để bạn dành 20% để bạn học thất bại từ những người khác. Rồi bạn dành 80%, tức là 20% là các bạn phải đi trước, giống như người lính cứu hỏa vậy đó. Họ phải nhìn cái cách thất bại của người khác để họ tự phản xạ, họ điều chỉnh trước. Rồi 80% họ học thất bại từ chính bản thân mình.
Rồi trong quá trình họ phản xạ, họ có sai sót gì thì họ về, họ ngồi, họ tự điều chỉnh tiếp. Ý ở đây cái công thức nó là như vậy đó. À, hình dung chưa? Và chúng ta chỉ có khoảng 40 năm để chúng ta gì? Chúng ta làm kinh doanh thôi. À, chúng ta chỉ có 40 năm thôi. Trong 40 năm đó chúng ta phải nuốt hết những cái bài học này. Ok chưa nè? Rồi, hồi nãy giờ các bạn chốt được cái gì? Chốt được cái gì? Mình ví dụ cái câu chuyện của mình. Ví dụ như hồi xưa mình làm cái xưởng gỗ. Đó là cái mà mình phải chi. Mình gọi cái từ là phải chi. Phải chi trước đó. Mà mình như thế nào? Mình có một cái người cố vấn, một cái người hướng dẫn nào đó của mình. Họ nói cho mình trước. Họ nói cho mình trước gì? Là muốn làm gỗ á, nên là bây giờ mà bạn nào mà cứ ra mở xưởng là mình ngồi mình nói cái chỗ đó rất là kỹ. À, muốn ra mở xưởng á thì phải gì? À, phải có được cái bản kế hoạch nguồn vốn, phải có được ngân sách nguồn vốn rất là lớn, và phải tính toán được đâu là vốn cho tài sản cố định, đâu là vốn lưu động, đâu là vốn lưu động thường xuyên, đâu là vốn lưu động thời vụ. Tức là phải biết tính toán những cái đó để ra được cái ngân sách. Rồi ngân sách, nhưng mà hồi đó mình không biết những cái việc này các bạn. Hồi đó mình ra một sữa gỗ hoàn toàn không biết. À, và mình mất 4 năm mấy năm năm mình lụm ngặt lụm trong cái sữa gỗ đó. Mà những cái ngày các bạn biết, cái sữa gỗ nó khổ kinh khủng. À, sáng thì dậy sớm 4:30 5 giờ là dậy, tối là 11 giờ đêm, 10 giờ đêm vẫn chưa ngủ. À, trời nắng thì sợ nó cháy. Trời mưa thì sợ nó ướt. Trời ơi, mình nói. Mà cái xưởng gỗ của mình hồi đó nó lớn hai cái xưởng lận. À, cái xưởng 1 là 2000m², cái xưởng 2 là 1600m², hai cái xưởng lận. Nên là các bạn biết, à, hai cái xưởng ở sát nhau. À, lo ghê gớm là lo luôn. Để cho các bạn biết. Nhưng mà chừng cuối cùng mình lo mà mình thành công gì, mình lo mà chừng cuối cùng mình thất bại, mình mất hết. Và các bạn biết không, khi mà cái ngày mà mình mất hết rồi á, sau 2 năm mình hồi tỉnh lại á, thì mình mới thấy rằng là cái đó là một cái sự may mắn của mình. Tức là mình đi lao vào một cái thứ mà đáng lẽ mình không có nó lao vào. À, cho tới khi mà mình lên sàn chứng khoán, mình ngồi mình chơi chứng khoán, thì mình nói mình gặp cái bác đó, mình nói cái bác đó là cái bác mà ổng như là cái ông thầy tiếp theo của mình ấy. Ổng là một người chơi trên sàn chứng khoán thôi, rồi ngồi lâu chơi với nhau rồi thân. Ổng mới hỏi mình trước đây làm gì mà bây giờ lên sàn chứng khoán ngồi. Thì mình chỉ nói là mình kể cái câu chuyện đó, mình ra mình kinh doanh nước mắm như thế nào, mình làm xưởng gỗ như thế nào, rồi chừng cuối cùng mình té bể như thế nào, hết tiền như thế nào, rồi mới phát hiện là mình muốn kiếm tiền lại thì mình lên đây mình ngồi. À, thì ổng nói với mình, ổng nói là trước tiên là ổng khen mình, ổng là cái đầu mày nhẹm về tiền ghê duy. Thực sự là mình không nhìn ra, các bạn hình dung chưa, nên cái người cố vấn nó quan trọng lắm. Mình đâu có nhìn ra là cái đầu mình nhẹm về tiền. Ổng nói mày hay gì, cái đầu mày nhẹm về tiền ghê. Mình lúc đó mình đâu có hiểu gì đâu. Mình nói là con không có tiền, con chui vô đây chứ nhiệm gì cái tiền gì đâu chú ơi. À, bác ơi, ổng cũng không có phải đâu. À, mày từ không có tiền, mày nghĩ được cái cách mày làm ra tiền, rồi mày mất tiền, rồi mày còn hỏi được cái câu là cái chỗ nào có tiền để mày chui vô. Thực sự cái đầu mày nó rất là hay. À, ổng phân tích ra cái chỗ đó thì lúc đó mình mơ thấy. À, sau này không phải ông nói, sau này mình mới để ý. Thì sau này trong một số những cuộc trao đổi á, thì cũng có những người họ nói mình là cái đầu mày bén về tiền ghê gì. À, thì cũng trong mấy người chơi chứng khoán á. Nhưng mà thực sự mình nhận ra mình là cái đó chết liền luôn á. Nhưng mà sau này á, thì nhờ họ nói mình mới nhận ra. Ok chưa? À, nên là cái người cố vấn họ đi trước họ hay lắm á các bạn. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ổng mới nói là ổng kêu á, sắp tới á là mày cũng làm ra tiền lẻ lắm á.
cái cách của mày á, là mày sẽ làm ra tiền thôi, hớ tiền đối với mày rồi mày sẽ làm ra tiền được thôi, không có khó khăn với mày đâu. Lúc đó thì mình chưa có tiền lại nên là mình cũng không nghĩ ra được cái câu của ổng nói. Nhưng mà ổng lại thông câu như này: nhưng mà mày có tiền lại không khéo mày làm mất tiền nữa đó gì. À ô, cái câu này thì cái câu ổng lòng cái câu phía sau thì mình lại nổi da gà. Mà nói chính xác chú. À con cứ trăn trở chỗ này hoài á, con cứ trăn trở cái chỗ này hoài luôn. Lúc xưa là con không có tiền, con làm ra có tiền, bây giờ con mất sạch tiền. Cái vấn đề nó là sao? Ổng mới nói mày có khả năng kiếm tiền, cái khả năng kiếm tiền của mày nhạy bén lắm. Ổng mới phân tích một hồi, lúc này mình mới hiểu nè. Ổng nói ở ngoài đời có những người họ không có khả năng phản xạ dư tiền. Mày thì có khả năng đó rồi, như là tiền bạc đối với mày nó không có khó đâu. Mày mất rồi mày kiếm lại thôi. Ổng bắt đầu ổng mới phân tích. Ổng mới kêu mày thấy đầy những người không? Họ không có biết cách làm sao họ xử lý với cái đồng tiền đó. Họ chỉ biết đi làm công thôi. Rồi vào đó là họ lãnh lương thôi. Cái chỗ đó mà đuổi việc, cái là họ không biết phản xạ với tiền sao. À còn mày là mày đã vượt qua được cái ngưỡng đó rồi. Mày có khả năng xoay sở với đồng tiền rất là tốt. Mày không có tiền rồi mày làm lại tiền thôi. Nhưng mày có phát hiện ra không? Khi mày có tiền rồi á, thì mày không biết làm sao để bảo vệ cái thành quả mày đã tạo ra. Ông nói tới đây bắt đầu mình cảm đúng rồi. Mình chỉ biết có tiền rồi mình mang cái đồng tiền đó mình đi chi thôi. Các bạn có hình dung chưa? Hồi đó cái chỗ mình đi chi là mình chi vào cái xưởng gỗ. Cái người đi trước nó lợi hại lắm á. Mình nói cho các bạn biết, cái người đi trước á, họ hay lắm. Họ lên 50, 60 tuổi đời rồi mà. Họ trải qua. Thường thường là cái tuổi mà 50 tuổi đời, 60 tuổi đời là cái tuổi mà họ đúc kết được cái những rất là nhiều bài học trong cuộc sống. Người nằm họ va chạm nhiều á. Các bạn để ý những người mà sao đâu khoảng 50, 60 tuổi đời, các bạn thấy lâu lâu họ nói những cái câu nó hay không? Các bạn có va chạm những cái người mà thành công, họ nói những câu rất rất là hay. Và mình đâu có biết đâu, mình lúc đó ông nói là ông nói mình là chưa có biết cách gì bảo vệ cái thành quả mình đã tạo ra. Ok, wow, đúng rồi. Đúng đây là chính xác luôn. Em cũng đã từng rắc rối trong công việc bảo vệ đồng tiền. Đúng rồi. Ông nói cái chỗ này chứ mình ngộ ra luôn, mình kêu chính xác luôn. Ông nói chưa đâu. Ngoài cái việc bảo vệ thành quả mình đã tạo ra, ổng nói là cái người mà đã tạo ra được thành quả mà làm mất á, là cái người đã chưa có biết gì cái khúc đó hết. Bảo vệ, và ổng nói là làm cho cái thành quả đó nó càng ngày nó càng phát triển. Ổng nói mày chưa biết cái đó, tao nghe nói mấy câu là tao biết rồi. Và tuyệt vời các bạn ơi, tuyệt vời. Mình nói là tuyệt vời, không gì tuyệt vời bằng hết. Và ổng là người tiếp theo của mình. Và bắt đầu từ đó đổ đi. Các bạn chưa, ổng là người thầy tiếp theo của mình, ổng là người cố gắng mình. Và các bạn biết bắt đầu từ đó đi, bắt đầu mình mới ngộ ra wow, những cái người mà họ đi trước đó, họ có những cái kinh nghiệm mà nó hay không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên thường thường là cái độ tuổi hai mấy nè, cái độ tuổi ba mấy nè, là độ tuổi mà cái đầu óc của các bạn á, các bạn hình dung chưa, bạn không có nhận ra cái tôi bạn lớn, cái khả năng học hỏi của bạn ít. Một số bạn nào đó mà họ học hỏi được á, thì họ thành công rất rất là sớm. Họ thành công rất là sớm. Nên cái bước đầu tiên của các bạn nè, là bạn phải học hỏi làm sao á, để bạn tạo ra tiền. Và cái khả năng về tiền của bạn nó phải nhạy bén. Đó là cái bước đó các bạn phải giải quyết trước. Rồi bước thứ hai là phải bảo vệ. Ok chưa nè? Bảo vệ thành quả mình đã tạo ra. Nó không có chuyện mà tạo ra rồi nó mất. Ở một cái đẳng khác, các bạn thấy chưa? Đó, trong cuộc sống các bạn thấy rất là nhiều người họ cũng tìm cách họ bảo vệ đó. Ví dụ này, trong cuộc sống cái cách nhiều người họ phản xạ này, các bạn thấy không? Tại sao rất là nhiều người khá giả họ như thế nào, các bạn thấy không?
họ đi nước ngoài, gia đình họ đi nước ngoài, họ ở. Thế họ, cái mục tiêu của họ là họ muốn bảo vệ một cái gì đó. Dĩ nhiên là mỗi gia đình họ có một cái mục tiêu khác nhau, nhưng chắc chắn là họ muốn bảo vệ một cái gì đó. Thì tùy mỗi người chúng ta gặp, chúng ta mới nói chuyện, chúng ta mới biết được mục tiêu của họ là vì sao nó như vậy. Cái đó là cũng là một cái tư duy bảo vệ. Rồi, nhưng mà bảo vệ làm sao để cho nó phát triển? Wow, đó là một cái chiến lược các bạn. Tức là làm sao nó như vậy này nè, rồi làm sao cho nó phát triển? Mỗi ngày nó phát triển, các bạn không hiểu chưa nè? Wow, tuyệt vời. Và từ khi mà mình nhận ra một cái điều này là tuyệt vời, ok mà. Và trong cái hành trình làm kinh doanh cũng y chang vậy. Các bạn hình dung không chưa? Chúng ta phải như thế nào? Chúng ta cần phải có những cái người gì? Những người đi trước cho mình, những người đề trước, gọi là những người cố vấn, những chuyên gia, những đàn anh, những người thầy, những người bạn, những người ok chưa nè, nằm trong, người ta gọi là nằm trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta. Và những người này thì họ như thế nào họ đi trước, nên họ, cái chúng ta, cái con đường chúng ta rất là mù. Nhưng mà với họ, họ nhìn vô họ thấy rõ băng á mà. Họ thấy rõ băng á mà. Họ chỉ cho chúng ta. Và chắc chắn rằng chúng ta phải làm một cái thứ, nghĩa là chúng ta cam kết gì? Phải cam kết thành công với chính cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải cam kết gì? Cam kết chịu trách nhiệm. Rất nhiều người tới gì? Tới gặp người cố vấn, hoặc là tới gặp cái người thầy là gì, hoặc là tới gặp những người đàn anh ở trên mình, làm như cái việc gì ok cho nè, làm như cái chuyện thành công của bạn á là cái trách nhiệm của ông thầy nó phải chịu vậy đó. Thì nếu mà các bạn tư duy vậy là bạn té chết. Bạn nên nhớ tất cả là gì, là trách nhiệm thành công cuộc đời mình là do mình chịu, trách nhiệm doanh nghiệp mình là do mình chịu, cái người cố vấn, cái người dẫn dắt, họ chỉ định hướng cho chúng ta để chúng ta thấy đường đi nước bước thôi. Ok chưa nè. Vậy thì hôm nay một cái điều nè, ngay bây giờ các bạn phải comment xuống nè, hôm nay một cái điều mà bạn nhớ nhất là cái điều gì, một cái từ khóa hôm nay mà bạn học được đó là cái điều gì, các bạn comment xuống đi. Tóm lại là chừng cuối cùng chúng ta phải lượm nhặt được một cái từ khóa gì. Mỗi người comment xuống một cái đi cái từ khóa gì mà nó rất là phù hợp trong cái ngữ cảnh của các bạn hiện tại á, trong cái vị trí mà bạn đang đứng hiện tại, đó là cái từ khóa gì. Mọi người comment xuống thử xem nè, để mình quan sát cái từ khóa của các bạn thử xem nè. Mình thấm nhất trong cái buổi livestream hôm nay, buổi trưa hôm nay bạn bỏ ra 40 phút, bạn ngồi bạn nghe, thì chừng cuối cùng bạn đúc kết được cái gì? Các bạn nhớ đăng ký kênh, 11 giờ trưa ngày mai là chúng ta lại tiếp tục nha. Tự chịu trách nhiệm với thành công của mình. Ok, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, tự chịu trách nhiệm với doanh nghiệp của mình. Muốn thành công phải có mentor. Ok, bạn Quốc Lê. Bạn bảo vệ thành quả. Ok, tuyệt vời. Tìm người thành công trong lĩnh vực của mình và follow theo, tuyệt vời. Người dẫn đường. Ok, phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp của mình. Khởi nghiệp phải có người dẫn dắt. Ok, tuyệt vời. Mỗi người chốt cho mình một cái câu chia sẻ vậy là tuyệt vời rồi. Mỗi người một câu chia sẻ. Ok, rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã theo dõi, mỗi ngày chúng ta chỉ cần 40 phút thôi, không cần nhiều. Ngày mai là mình sẽ nói về các bạn là hành trình chinh phục khách hàng. Ngày mai chúng ta sẽ nói liên quan tới chiến lược kinh doanh một chút xíu. Hành trình chinh phục khách hàng. Vậy các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh, nhớ follow kênh. Và đúng 11 giờ trưa mai chúng ta lại gặp nhau. Nhớ chia sẻ kênh Facebook đến nhà các bạn.
À, ngày mai chúng ta sẽ nói về khách hàng và chiến lược kinh doanh một chút xíu. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, các bạn đã dành thời gian buổi trưa hôm nay. Bye bye các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 11. Phải hiểu ra hành vi của khách hàng. Để gì? Mục tiêu là để gì đâu? Để chúng ta thiết kế ra cái hành trình đó để khách hàng họ chạm. Còn nếu mà chúng ta không biết cách thì tự nhiên là chúng ta không có hiểu của khách hàng, cái hành vi họ mua hàng nó như thế nào hết. Ví dụ là cái câu chuyện vừa rồi của bạn Nguyễn Đức đó, hình như chưa, bạn hỏi mình là bạn nói là có cái em trên văn phòng chưa, bạn lên bạn lái sách nhưng là bạn quyết định mua cái sản phẩm đó tại store, hình dung chưa nè. Ở đây là cái câu chuyện nó là như vậy đó. Rồi tiếp tục sau khi họ mua hàng rồi thì chúng ta phải gì? Phải làm cho khách hàng quay lại. Ok, nghĩa là chúng ta cần phải duy trì cái mức độ quay lại của khách hàng.